Những sân vận động tốt nhất tại các giải bóng đá vô địch quốc gia tại khu vực Đông Nam Á mùa giải 2023. Sân vận động khu liên hợp thể thao Điền Kinh Bandar Begawan là địa điểm được đánh giá có chất lượng tốt nhất tại giải bóng đá vô địch quốc gia Brunei Darussalam, Brunei Super League. Sân vận động này được tái phát triển vào năm 1988. Với thiết kế một khán đài duy nhất có mái che và lắp đặt ghế đơn đầy đủ. Sức chứa hiện tại của sân vận động này chỉ 1.700 khán giả. Mặt sân khu liên hợp thể thao Điền Kinh Bandar Begawan sử dụng cỏ lá gừng có chất lượng trung bình. Tại Brunei Super League 2023, đây là sân nhà của Kasuka FC. Bên cạnh đó, nhiều câu lạc bộ khác cũng sử dụng sân vận động này làm sân nhà ở một số trận đấu. Sân vận động Green ở ngoại ô thủ đô Phnom Penh được biết đến là sân vận động đẹp nhất tại giải ngoại hạng Cambodia. Đây là sân bóng được đầu tư bài bản, chỉn chu và rất chuyên nghiệp. Được khởi công xây dựng vào năm 2016, sân vận động này chính thức hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2017. Sau một vài lần nâng cấp, sức chứa của sân vận động Green là 10.000 chỗ ngồi. Cả ba mặt khán đài của sân vận động này đều được lắp đặt ghế ngồi. Sân vận động này được lắp đặt khá nhiều màn hình LED, trong đó có hệ thống các màn hình được lắp đặt trải dài phía trên khán đài A và B. Lần gần nhất, để chuẩn bị cho SEA Games 32, sân vận động Green đã được đầu tư nâng cấp khá lớn, bao gồm việc thay thế mặt cỏ lá gừng bằng loại cỏ Zoysia chất lượng cao và làm mới hệ thống thoát nước. Dàn đèn chiếu sáng cũng được nâng công suất lên gấp đôi khi bổ sung thêm 2 cột đèn. Hiện tại, đây là sân nhà của câu lạc bộ Visakha. Sân vận động Captain Iway Andipta được hoàn thành xây dựng vào năm 2003 tại Nhiếp Chính Gia Nha, Bali. Sức chứa ban đầu của sân vận động này là 23.081 khán giả. Captain Iway Andipta đã trải qua nhiều lần cải tạo và nâng cấp. Trong đó, hai lần cải tạo gần nhất là từ năm 2017 đến 2018 cho Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 18 và từ năm 2020 đến 2023 cho FIFA U20 World Cup 2023, giải đấu mà Indonesia đã bị tước quyền đăng cai vào phút chót. Khán đài sân vận động Captain Iway Andipta hiện tại đã được lắp đặt toàn bộ ghế ngồi với ba màu sắc đỏ trắng đen được khảm ngẫu nhiên. Sức chứa hiện tại của sân vận động này là 18.000 khán giả. Captain Iway Andipta là một trong số ít các sân vận động của Indonesia sử dụng loại cỏ lai hỗn hợp với 95% cỏ tự nhiên và 5% cỏ nhân tạo, được thi công bằng máy khâu cỏ hiện đại theo công nghệ của châu Âu. Dàn đèn của sân vận động này cũng mới được nâng cấp thời gian qua để có công suất chiếu sáng lên đến 2.400 lux. Đây hiện là sân nhà của câu lạc bộ Bali United. Đội bóng này cũng đã được giao quyền quản lý và khai thác toàn diện sân vận động Captain Iway Andipta từ năm 2018. Sân vận động quốc gia Lào cách trung tâm thủ đô Viêng Chăn 16 km về phía đông bắc. Được xây dựng vào năm 2009 bởi Tập đoàn Xây dựng Thượng Hải Trung Quốc. Đây là địa điểm chính của Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 25 tại Lào. Chi phí xây dựng vào khoảng 80 triệu đô la Mỹ. Đây hiện là sân vận động lớn nhất và tốt nhất tại Lào. Nó thường xuyên là địa điểm thi đấu chính của các giải bóng đá quốc nội của Lào, cũng như các giải bóng đá quốc tế mà đất nước này đăng cai. Sân vận động này có thiết kế 4 mặt khán đài liền mạch và thấp dần về phía sau các cầu môn. Chỉ có khán đài phía Tây và phía Đông được trang bị mái che. Toàn bộ khán đài được lắp đặt ghế đơn, mang đến sức chứa 25.000 khán giả cho sân vận động này. Mặt cỏ sân vận động quốc gia Lào có kích thước 95m x 60m, ban đầu sử dụng cỏ Bermuda, nhưng hiện tại đã có lẫn những mảng cỏ lá gừng. Ở mùa giải 2023, đây là sân nhà của ba câu lạc bộ Esra, Master 7 FC và Young Elephant. Sultan Ibrahim là sân nhà mới của câu lạc bộ Johor Darul Tazim kể từ năm 2020. Được khởi công xây dựng trên khu đất rộng 140.000m² vào ngày 30 tháng 1 năm 2016 tại thành phố Iskandar Puchi, bang Johor. Sân vận động này chính thức khánh thành vào ngày 22 tháng 2 năm 2020 với kinh phí xây dựng 200 triệu ringgit Malaysia. Lấy cảm hứng từ lá chuối, thiết kế sân vận động Sultan Ibrahim được đánh giá rất cao. Mái che của sân vận động đã được tối ưu hóa về hiệu quả sử dụng vật liệu. Nó nằm trên 56 dàn hình vòm,
và có sự hỗ trợ từ cấu trúc bê tông chính của khán đài. Tuy nhiên, mái che này không bao quát được tất cả các vị trí ngồi của khán giả. Mái che là sự kết hợp giữa màng PTFE và ETFE có tổng diện tích 36.300 m². Vào ban đêm, toàn bộ cấu trúc trở nên sống động nhờ ánh sáng đèn, thường hiển thị màu sắc của câu lạc bộ Johor Darul Tazim và bang Johor là xanh dương, trắng và đỏ. Khán đài Sultan Ibrahim được thiết kế theo kiểu lượn sóng, với toàn bộ ghế đơn là loại ghế gập tiện lợi mang màu xanh dương đồng bộ. Sức chứa hiện tại của sân vận động này là 40.000 khán giả. Mặt sân Sultan Ibrahim sử dụng cỏ Zeon Joycia, đạt chuẩn của Liên đoàn bóng đá thế giới. Mùa giải 2023, giải bóng đá vô địch quốc gia Myanmar chỉ thi đấu tập trung tại hai sân vận động là Thu Unna và Yangon United Sport Complex. Và tất nhiên, Thu Unna là sân bóng tốt nhất. Thu Unna là sân vận động nằm ở cố đô Yangon của Myanmar. Sân vận động được xây dựng vào thập niên 1980 với sự giúp đỡ của Nhật Bản. Sân được khánh thành với tên gọi ban đầu là Youth Training Center. Sân vận động này đã được cải tạo hoàn toàn để phục vụ Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2013. Thu Unna có thiết kế 4 mặt khán đài có độ cao đều nhau, nhưng chỉ có khán đài phía Tây và phía Đông được trang bị mái che. Sức chứa hiện tại của Thu Unna là 32.000 khán giả. Toàn bộ khán đài đã được lắp đặt ghế đơn. 4 trụ đèn cỡ lớn với các dàn đèn hình tam giác nằm phía ngoài sân vận động cũng là điểm nhấn của sân Thu Unna. Mặt sân Thu Unna sử dụng cỏ Bermuda, cũng là mặt cỏ tốt nhất ở các sân bóng tại Myanmar hiện tại. Dù không đẹp như những sân vận động mới được xây dựng tại nước này, nhưng Thu Unna thực sự vẫn là biểu tượng của bóng đá Myanmar. Jalan Mejia là sân bóng có chất lượng tốt nhất tại giải bóng đá vô địch quốc gia Singapore Premier League. Nằm ở Kallang, sân vận động này thuộc trung tâm thể thao và giải trí cùng tên. Nó được khánh thành vào năm 1929. Sân vận động Jalan Mejia bắt đầu quá trình tái phát triển vào tháng 12 năm 1999 và chính thức mở cửa trở lại vào tháng 6 năm 2003. Jalan Mejia là sân vận động dành riêng cho bóng đá, có thiết kế hai khán đài. Trong đó chỉ có khán đài phía Tây được trang bị mái che. Toàn bộ khán đài đã được lắp đặt ghế đơn, mang đến sức chứa 6.000 khán giả cho sân vận động này. Mặt sân Jalan Mejia sử dụng cỏ nhân tạo đạt tiêu chuẩn của FIFA và đã trải qua 2 lần làm mới. Với lần gần nhất là vào năm 2008, mặt sân Jalan Mejia đã được làm lại với chi phí 400.000 USD bằng cỏ nhân tạo FIFA Two Star Recommended, một loại cỏ nhân tạo có chất lượng tốt hơn. Toàn bộ chi phí do FIFA tài trợ. Ở mùa giải 2023, Jalan Mejia là sân nhà của 3 câu lạc bộ Young Lion, Hougang United và DPMM FC, đội bóng của Brunei tại Singapore Premier League. Buriram United câu lạc bộ đã thống trị bóng đá Thái Lan trong 2 mùa giải liên tiếp vừa qua. Đội bóng này cũng là chuẩn mực cho việc xây dựng một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp và bài bản với tất cả các câu lạc bộ bóng đá tại Đông Nam Á hiện nay, trong đó có sân nhà của họ, sân vận động Chang Arena. Được khởi công xây dựng từ năm 2010 trên khu đất rộng 150 ha tại tỉnh Buriram. Điểm nhấn của Chang Arena là toàn bộ sân vận động được xây dựng từ các kết cấu thép đúc sẵn. Sân bóng này chính thức được khánh thành vào ngày 4 tháng 6 năm 2011. Chang Arena cũng đã được ghi vào kỷ lục Guinness Thế giới là sân bóng đá cấp FIFA, được xây dựng nhanh nhất trên thế giới khi hoàn thành chỉ sau 256 ngày. Kinh phí xây dựng là 500 triệu bạt. Chang Arena là sân vận động bóng đá Thái Lan đầu tiên đạt tiêu chuẩn đẳng cấp thế giới. Sức chứa ban đầu của sân vận động này là 24.000 khán giả. Cuối năm 2014, sân vận động này được mở rộng sức chứa lên 32.600 chỗ ngồi. Phần lớn ghế ngồi trên khán đài là màu xanh lam, còn lại là những chiếc ghế màu trắng được sử dụng để khảm chữ Buriram và Thunder Castle biệt danh của sân bóng này. Khi bạn bước lên cầu thang vào sân vận động, bạn phải trầm trồ vì nó quá đẹp, hiện đại và rất tuyệt vời. Cảm giác giống như đi dạo quanh một sân bóng tại châu Âu. Dàn đèn của Chang Arena có độ sáng 2.000 lux. Trước mùa giải này, mặt cỏ của sân vận động này cũng đã được làm mới. Trong đó trọng tâm là cải thiện hệ thống thoát nước, giúp rút ngắn thời gian thoát nước sau các trận mưa lớn, từ 20 đến 30 phút trước kia, xuống còn khoảng 10 phút. Một trong những sân vận động tốt nhất V-League hiện nay chính là sân vận động Lạch Tray. Chỉ vài năm trước, ngay cả người hâm mộ bóng đá đất cảng cũng khó mà tưởng tượng ra sự lột xác ngoạn mục của sân vận động này như vậy. Khởi công xây dựng vào năm 1957,
Sân vận động Lạch Tray chính thức khánh thành vào ngày 1 tháng 1 năm 1958, với những khán đài ban đầu được làm bằng gỗ. Sân bóng này đã trải qua 7 lần cải tạo và nâng cấp. Trong đó lần gần nhất là vào năm 2021, cũng là đợt cải tạo lớn nhất giúp sân Lạch Tray có được bộ mặt tuyệt vời như hiện nay. 60 tỷ đồng đã được thành phố Hải Phòng và câu lạc bộ Hải Phòng chi cho việc nâng cấp một loạt hạng mục. Làm mới mặt sân bằng cỏ Bermuda, được chăm sóc cực tốt và hiện là mặt sân tốt nhất tại V-League. Toàn bộ ghế ngồi trên khán đài được thay thế, cùng với việc nâng cấp dàn đèn và các phòng chức năng. Sức chứa hiện tại của sân vận động Lạch Tray khoảng 20.000 khán giả. Khán đài A sân Lạch Tray có thiết kế khá giống sân hàng đẫy, trong khi phần trung tâm khán đài B cũng được trang bị mái che. Nhờ sự lột xác mạnh mẽ, thời gian qua sân bóng này còn được đón các đội tuyển bóng đá quốc gia về tập luyện và thi đấu. Nó cũng đã đạt tiêu chuẩn của AFC để tổ chức các giải đấu của Liên đoàn bóng đá châu Á.